Công ty trách nhiệm hữu hạn Kỳ Phong, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, mỗi ngày có hàng chục công nhân phải nhập viện cấp cứu. Tính đến chiều qua, đã có khoảng 70 trên 450 công nhân nhập viện với các triệu chứng giống nhau như khó thở, ngất xỉu. Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã kiểm tra điều kiện vệ sinh an toàn khu vực nhà ăn, môi trường làm việc của các công nhân và bước đầu đã xác định một số sai phạm của công ty trách nhiệm hữu hạn Kỳ Phong, đồng thời khẩn trương thu thập thông tin từ các công nhân bị ngất xỉu để điều tra làm rõ nguyên nhân.